Minh Tiến và Ngọc Thật xin kính chào quý vị khán giả của Tây Ninh Ngày Mới. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và thành công. Thưa quý vị, chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút cho đến 6 giờ 40 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra ngày qua. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm chúc Tết hạt Công giáo tỉnh Tây Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh và Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hùng Thái đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc chức việc, các đồng bào tôn giáo đã có nhiều đóng góp cho thành công phát triển kinh tế văn hóa xã hội tỉnh nhà trong thời gian qua, thực hiện đạt mục tiêu đối với các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng nhau sống tốt đời đẹp đạo. Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, sáng ngày 2 tháng 2, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đón tiếp các đoàn của Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đến thăm chúc Tết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại đây, đại diện các tôn giáo gửi lời chúc mừng năm mới, nhiều sức khỏe, hạnh phúc đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và có những biện pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 này. Sáng ngày 1 tháng 2, đoàn công tác gồm Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Giám đốc Công an Tây Ninh đến thăm hỏi chúc Tết lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh. Đại tá Lê Hùng Vương, Chỉ huy trưởng đã đón tiếp đoàn. Trong không khí hân hoan mừng xuân mới, Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự đã gửi lời chúc mừng đầu năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhân dịp đầu năm mới. Thưa quý vị, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Tây Ninh vừa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19. Theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, từ khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 biến thể mới trong cộng đồng ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, đến nay đã liên tiếp ghi nhận trên 270 ca bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng ở nhiều tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Gia Lai, Bình Dương, Hòa Bình. Cũng theo Bộ Y tế, nhiều người F0, F1, F2 không tự giác khai báo y tế, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. Để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mọi người hãy báo tin trong các trường hợp sau. Nghi ngờ bản thân, người thân trong gia đình đã nhiễm COVID-19. Biết người đã tiếp xúc gần với F0, F1, F2. Biết người vượt biên trái phép hoặc nghi ngờ vượt biên trái phép. Người từ vùng tâm dịch về nhưng không cách ly. Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, hãy báo tin qua đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095, đường dây nóng phòng chống COVID-19 tỉnh Tây Ninh 02763 822 474, 0964 401 313 hoặc chính quyền công an nơi gần nhất để xử lý đúng quy định. Hãy báo tin để cùng đón Tết an toàn. Thưa quý vị, khi thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt là khi thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, người dân di chuyển từ trong nhà, trong chăn ra ngoài lạnh đột ngột khiến cho cơ thể không kịp thích nghi, mạch máu co lại dẫn đến huyết áp tăng nhanh và bị đột quỵ. Đặc biệt đối với những người lớn tuổi có sẵn các bệnh lý nền như huyết áp cao, đái tháo đường, người béo phì sẽ là những đối tượng có nguy cơ đột quỵ cao mùa lạnh. Các dấu hiệu nhận biết nghi ngờ do biến cố tim mạch như đau thắt ngực, cảm giác khó chịu vùng ngực, khó thở hoặc tức ngực, vã mồ hôi, buồn nôn hay nhức đầu. Dấu hiệu cảnh báo tai biến mạch máu não là đột ngột tê một bên mặt, tai hoặc chân, đột ngột choáng, nói khó, đau đầu dữ dội, không rõ nguyên nhân. Trong điều kiện thời tiết lạnh như hiện nay, đề phòng đột quỵ nhất là ở người lớn tuổi, không nên ra ngoài trời lạnh đột ngột. Buổi sáng nên vận động nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút để cơ thể dần thích nghi, tránh nguy cơ đột quỵ. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 12 năm 2020, Bộ Công an ban hành thông tư 145 năm 2020 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2021. Theo đó, những người được bảo vệ gồm: người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, sau đây gọi chung là người được bảo vệ.
người được bảo vệ đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này. Thưa quý khán giả, tiếp theo sau đây là cập nhật tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, thời tiết tại Tây Ninh hôm nay mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 cho đến 33 độ, độ ẩm từ 62 đến 70%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0,65 đến 0,70 mét. Thưa quý vị, đứng trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài, thì việc đeo khẩu trang là một trong những biện pháp quan trọng trong công cuộc phòng chống dịch. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tuân thủ đeo khẩu trang đúng cách hoặc là sử dụng khẩu trang không an toàn, sẽ dễ dẫn tới tình trạng viêm da tiếp xúc với các biểu hiện ngứa, mẩn đỏ hoặc là nổi mụn nước quanh miệng, nơi tiếp xúc trực tiếp với khẩu trang. Để tránh tình trạng này, thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề sau đây. Thứ nhất, lựa chọn khẩu trang có đủ tiêu chí chống thấm, kháng khuẩn với giấy tờ chứng nhận nguồn gốc an toàn từ cơ quan chức năng. Bề mặt khẩu trang trơn nhẵn, không xù lông, tạo được sự thoải mái khi đeo, không gây ngứa ngáy khó chịu. Tiếp theo, không đeo khẩu trang quá chật so với khuôn mặt, tránh việc ma sát trực tiếp nhiều vào vùng miệng và thông khí tốt khi đeo. Thay khẩu trang khi bị ướt do mồ hôi, nước mưa. Giặt khẩu trang, phơi nắng đối với khẩu trang vải một ngày một lần để tránh nấm mốc, vi khuẩn. Nếu chúng ta gặp các triệu chứng như là ngứa, mẩn đỏ da, nổi mụn, nước ở khu vực tiếp xúc trực tiếp với khẩu trang, thì quý vị hãy tới cơ sở y tế nơi có chuyên khoa da liễu để được bác sĩ khám và điều trị. Tránh tự ý sử dụng thuốc để không gây ra những biến chứng không đáng có. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi mà Minh Tiến gửi đến quý vị sẽ hữu ích. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục với những thông tin tiếp theo của Tây Ninh ngày mới. Quý vị thân mến, AFC đã chính thức ấn định vòng chung kết ASEAN Cup nữ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20 tháng 1 đến 6 tháng 2 năm 2022. Đây là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh năm suất dự World Cup 2023. Tại ASEAN Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Triều Tiên không được phép tham gia vì bị phạt khi đang thi đấu vòng loại Olympic Tokyo, nhưng bất ngờ bỏ cuộc khi nữ Triều Tiên gặp nữ Hàn Quốc mà không nêu lý do chính đáng. Trong khi đó, đội tuyển Úc do là đồng chủ nhà World Cup 2023 nên không phải tham dự vòng loại. Tại vòng chung kết ASEAN Cup 2022 ở Ấn Độ, 12 đội bóng trong khu vực sẽ tranh tài để xác định năm suất dự World Cup 2023. Với việc vòng chung kết vắng hai đội bóng Úc và Triều Tiên thì cánh cửa dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam thêm rộng khi chỉ còn đối thủ trực tiếp là Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong năm 2021 và 2022 là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và SEA Games, đồng thời nhắm đến chiếc vé dự World Cup tại Úc và New Zealand. Vào rạng sáng mai, vòng 22 giải ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục diễn ra. Ở vòng đấu này, các ứng cử viên cạnh tranh cho chức vô địch đều gặp những đối thủ tương đối dễ chịu. Đội đầu bảng Manchester City sẽ có chuyến làm khách của Burnley. Liverpool có cuộc tiếp đón Brighton, còn Leicester City thi đấu trên sân của Fulham. Trước những đối thủ ở nửa sau bảng xếp hạng và đang trong cuộc chiến trụ hạng nên 3 điểm là điều bắt buộc của nhóm đầu để tiếp tục cuộc đua cho chức vô địch mùa giải này. Quý vị và các bạn thân mến, kết quả diễn biến của vòng 22 giải Ngoại hạng Anh cùng những tin tức thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13 giờ 30 trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, những chương trình giải trí hay và hấp dẫn ngay sau đây sẽ mang đến cho quý vị khán giả món ăn tinh thần vô cùng đặc biệt. Với lòng tận tụy vì tha, thương chồng con, gánh vác lo toan mọi việc. Trong lúc khó khăn, bà đã gánh con đi bộ từ Nam Đàn vào Huế để giúp chồng có điều kiện kinh sử. Đón xem diễn biến ở tập 4 của bộ phim Cội Nguồn Thiên gồm 5 tập. Phim tái hiện cuộc đời đặc biệt của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, phát sóng lúc 12 giờ. Bản Hùng Ca Bên Sông là bộ phim của đạo diễn Trần Dĩnh. Phim ca ngợi, tôn vinh những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn độc lập dân tộc, qua đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phim sẽ được phát sóng lúc 13 giờ 40 phút. Hắn đã gây quá nhiều tội ác cho nhân dân rồi. Người chiến sĩ hành quân. Những bài ca cổ mượt mà, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh sẽ có trong chương trình Tài tử cải lương từ mùa thu ấy ta đi, phát sóng lúc 15 giờ 45 phút.
đưa thuốc giải xích qua châu cho Mai Anh. Mai Tuyết Mạn làm gì điều gì? Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến vô cùng hồi hộp và hấp dẫn ở tập 40 của bộ phim Mộ Bạch Thủ. Phim được phát sóng độc quyền trên TTV11 vào lúc 20 giờ 5 phút. Và quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV11 đến đây xin phép khép lại. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh Ngày Mới được phát vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc là cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, Minh Tiến và Ngọc Thật xin chào và hẹn gặp lại.